chén này thì anh cam đoan chính gốc là Bình Định 100% luôn. Thì trên thị trường mọi người cũng biết là gồm có chế da và chế mì, nhưng mà chế bên quán được làm hoàn toàn bằng tay heo luôn. Đó, đúng. Gia vị thì bên trong có tẩm ướp là thính mè sờ riềng, nó vừa đủ luôn nha. Khi mà cui cục trái ra dậy mùi rất là thơm. Đó là một cái đặc trưng mà Ba Duy Kế có. Nó sẽ có 3 combo chính là 1, 2, 3 thì đi tương ứng với giá từ 70, 115 và 165 tùy theo có nhu cầu mỗi người. Ngoài những cái phần combo đầy đủ ra thì có những cái phần ăn lẻ giống như là ăn trái không nè, ăn topping riêng lẻ nè, đó, rất là linh động luôn. Phần này là bao nhiêu? Phần này là 115.000. Đó, đây là chả bò. Heo bò bên trong nó có gân, có tiêu á, ăn rất là ngon. Ở đây còn hai phần nem chua nữa. Mỗi phần như vậy là 6 tới 7 miếng á. Nhưng mà anh quán lúc nào cũng nới thêm đó. Thêm tỏi vào nè. Ớt. Bây giờ anh cho ra hộp nha, cái hộp này đây được từ phần combo 2, combo 3. À, tại vì nó nhiều ché. Topping nó cũng nhiều cho nên mình phải đựng hộp lớn hơn. Bây giờ anh bán từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối nha, ngày nào cũng vậy hết. 3 giờ chiều, 9 giờ tối. Đúng rồi. Anh bán đến nay thì cũng được gần 2 năm rồi đó. 2 năm rồi. Từ sau khi mà giãn cách dịch năm ngoái, năm kia. Đến với cái phần ăn này thì hiện tại Duy đang cầm trên tay là cái phần combo 2 nha mọi người. Về thành phần bên trong thì gồm có là hai chế nè, topping đi kèm gồm có là một chả heo, một chả bò và hai phần nem chua. Thì về topping nó rất linh động nha, mọi người không ăn heo, bò hay là bất kỳ những cái phần topping nào bên trong quán sẽ thay đổi bù qua cho mọi người bằng loại topping khác. Bên cạnh đó nha, quán sẽ để kèm thêm cho mọi người là gia vị gồm có tắc, ớt, tiêu. Về có thể gia giảm điều chỉnh theo khẩu vị cá nhân, có thể chấm hoặc là gia giảm thêm, tặng thêm bánh phồng về ăn kèm luôn. Đó, như thế này ha, thì một phần combo 2 nó sẽ đầy đủ như thế này. Anh cho lấy hộp trái hồi nãy anh ha. Ok, anh gửi nha, anh cảm ơn nhiều nha. Dạ, 115.000, ok. Mọi người, một hộp trái 115.000, hai cái gói trái. Khá là chất lượng.